Jason Lee. Có Hà Lê Phương và Jason Lee. Ờ, có. Chết số rồi. Giúp đi coi. Cháu hả? Hả? Cháu nội. Cháu nội à. Chứ mẹ ở đâu? Mẹ nó bỏ rồi, ba nó chết rồi. Cha chết? Ba chết 4 năm rồi, mẹ nó bỏ rồi, nhỏ trong nhà thương á. Ờ. Tới giờ. Ờ. Cháu mà bây giờ nặng đau đâu có làm gì. Chỉ có hai bà cháu đi bán thôi. Ờ. Đêm nào cũng đi bán nè. Bán, đêm nào cũng bán. Chỉ nhờ bán rồi. Chỉ nhờ mấy giờ không có tiền lo cho nó ăn uống. Ờ. Chứ... chứ ông nội thì làm cái gì? Ông chết, mới chết năm mấy nữa. À. Chào con. Lên đi cho chú à. And okay guys, so you know, I was driving past and I saw this woman Yihai and her granddaughter bé tên gì? Bò. Bò. Tên là Nhàn á. Bò. Mà bò năm nay 13 tuổi. Ồ, nhìn nhỏ xíu à. Ờ, đêm nào cũng đi bán vé số à? Dạ. Ủa bo còn đi học không? Dạ còn. Còn nói chuyện lịch sử à, dễ thương á. Dạ. Không thì chú á, chú quay hình cho Việt Kiều và người nước ngoài á. À, chú có cái kênh trên mạng YouTube á. À, biết không? Dạ biết, dạ biết. Cái đó kiếm phim chú à, kênh của chú nè à, Troy Việt Nam á. Việt Kiều hay nhờ chú làm mấy từ thiện á, thì chú hay giúp mấy người như là già bán vé số hay là mấy con giống đi học với mấy người như là như bé này. Không biết có quen bé này không, bữa thấy trên đường này luôn á. Nhi á. Nhi. À, đúng rồi, bạn em Nhi kìa. Nhi, nhưng mà nhưng coi được, nhưng mà bé Nhi giống sợ chú hay gì á. Tại chú nói tiếng Việt không có hay á. Chú kêu Nhi để gặp mẹ của Nhi. Nhưng mà Nhi như là sợ hay gì á, không biết. Không cho hả? Không, Nhi nói là mẹ chỉ bán sáng. Xong chú nói là cho chú gặp Nhi, mẹ của Nhi. Tại chú không muốn cho tiền cho nít giống không biết là không? Giống chú không muốn chuyển tiền qua cho bé Nhi. Tại giống không biết là nít thì không biết xài tiền, thì muốn gặp mẹ của bé Nhi để chuyển tiền qua. Nhưng mà Nhi như là sợ, với có cái là mình không có nói được rõ ràng, như không có nói lưu loát á. Nhi như là không có. Nhi là biết sao không, Nhi đi bán không có mẹ đi theo. Rồi đi bán rồi đem tiền về, không có mẹ đi theo bán. Mẹ có bán không? Không. Mẹ không bán. Thấy mình nói à, không thấy mẹ bán. Nhưng mà thấy tối á là mẹ lại chở về. À. Mà nghe nói ba nó cũng bỏ mẹ nó với lại ba đứa con à. Mà con mình đi bán à, tội nghiệp á, thấy nó ốm á. Mẹ của nó đó đi bán mà giống đâu không có mẹ đi theo, thì đi cũng ăn uống đâu dám ăn uống, không dám ăn uống cái vụ gì đó. Còn đây thì cũng dám bỏ mình để đi bán. Đúng rồi, thấy thì con thấy Nhi á, đi mình rất nguy hiểm phải không? Thì với muốn bán cái số lượng nó đem về, đủ số đem về, bỏ cái này không dám bỏ thôi. Thôi đừng bỏ, như thấy Nhi á, điên mình bữa ngày Tết thấy lần đầu tiên, xong mới nghĩ là sau ngày Tết cũng phải làm, thì thấy thương. Xong ngày sau là thấy chủ nhật, giống 2 tháng sau gặp ở chủ nhật, xong mới nói là, xong mình mới nghĩ là thôi cái này hơi nguy hiểm, phải gặp mẹ nó để tài trợ cho mẹ nó, lo cho nó. Mà không biết nghe mẹ nó như là giống không biết lo cho con hay sao. Mẹ nó nói á, mẹ nó nói chuyện với mình thì mẹ nó rất là khổ, chồng bỏ lại ba đứa con phải nuôi. Nhưng mà sao nó nói là mẹ nó đi bán vé số mà không thấy. Tôi không thấy bán. À, chắc không bán đâu. Khuya đó là nó lại đóng cái chợ về mà. À. Chứ mình không có thấy bán. Mà mẹ nó có thương cho nó không hay là không thấy thì thương à. Nhưng mà điều mà tại vì mình đâu có quen đâu mà tiếp xúc. Không quen hả? Không có quen, cũng như đi bán mà biết thôi, nói với nhỏ này biết thôi à. Nhưng mà mình thấy mẹ nó là đi kiếm nó bữa đó đi để bán chú nhỏ này thì thấy mẹ nó đi kiếm con muốn gặp mẹ nó
để tài trợ, tại giống có nhà hảo tâm sẽ tài trợ cho nó để nó khỏi đi bán, để đi học giống, để thấy nó cũng ốm, giống lần trước thấy nó mập xong lần sau thấy nó đang đang ốm. Như bây giờ đó, cái Việt Nam này đó, ai tài trợ thì xong rồi ta có cái số vốn ta bán thôi. Chứ nếu mà nói mà cho nghỉ thì chắc có lẽ không có nghỉ. À đúng rồi, tại nghèo mà, phải không? Sống nghèo mà, ví dụ không có vốn liếng thì phải mượn người ta đóng đời. Còn ai đó giúp đỡ thì người ta khỏi đóng đời. Chứ Bo đi học giỏi không? Dạ giỏi. Thích môn gì nhất? Dạ môn tiếng Việt với toán. À tốt, tốt. Tại chú cũng muốn giỏi tiếng Việt mà giờ giống lớn tuổi quá, giống học tiếng Việt không thấm vô thì phải bỏ qua cho chú, nếu chú nói gì sai, chú hay nói sai, giống nhiều người nghĩ là chú nói chuyện như là vô duyên á, thì nói không có. Tại vì chú chưa có ngành về cái tiếng đó. Chú chỉ nói tiếng Anh nè, English. Biết tiếng Anh không? Dạ biết được vài câu rồi chú. What's your name? My name Bo. Ah, good, very good. How old are you? Good. How old are you? How old? Là tuổi. Thirteen. Vậy cũng giỏi rồi. Vậy cũng ok. Thì với chú không muốn lấy nhiều thời gian của hai bà nội cháu thì chú chuyển qua cái số tiền mà này là Jason Lee. Jason chuyển qua cho chú. Jason Lee hình như là người Hoa. Mà ở đây không biết là nhiều người không thích người Hoa hay sao. Nhiều người Hoa cũng tài trợ cho tốt, đúng rồi, tài trợ cho con nhiều lắm. Mà ở đây nhiều người không thích người Hoa đa số vậy. Nhưng mà cái này là Jason Lee, ảnh nói là nhiều, ảnh biết là nhiều người Việt không thích người Hoa, nhưng mà ảnh muốn tài trợ, lại thấy hoàn cảnh ở đây nhiều người cũng khó khăn á, thì ảnh muốn ủng hộ, muốn ủng hộ. Ảnh cũng thương người ở đây lắm. Thì con muốn chuyển qua cho bà nội. Jason, I'm handing over the 2.2 million to dì hai and Bo. Này hai triệu hai, Jason chuyển qua cho chú để chuyển lại cho Bo với bà nội Bo. Thì nhiều khi hai người nói cảm ơn Jason hay gì thì Jason nghe là Jason. Thank you Jason. Yes, very good, very good. Ok, thì chúc chúc bà nội với Bo sức khỏe với may mắn. Với ngoài đó không biết gì nói gì nữa thì vậy thôi. Với thấy Bo dễ thương quá, nói chuyện cưng quá. Dạ, cảm ơn chú vì đã giúp hai bà cháu con. Mà chú thấy như là Bo như là phải ăn nhiều á để mập lên á. Con ăn nhiều mà con ốm nhom tại con thiếu dinh dưỡng chú. Chú ăn bà nội cho ăn chất lượng không á. Tại vì biết sao bà nội thì nhịn ăn, chứ mà cháu là ăn chất lượng. Nhà cháu bán gì. Tối nay nhớ ăn gì ngon ngon béo béo nha. Dạ. Ok thì vậy thôi nha. Jason, that's all. You know, handed over your donation. Con sẽ bình luận bằng tiếng Anh để Jason nghe. Nó cảm ơn rất là nhiều ha. Ok, dạ cảm ơn. Ok. Chắc Jason thấy hai người vui là Jason cũng vui à. Thì ảnh hay coi cái phim khiến con ức lên á. Ok. Thôi, vậy không biết nói gì nữa thì con. Thế này theo cái danh sách đó, giống ai gửi nhiêu là con chú gửi ra bao nhiêu rồi. Ok. Chứ được số tiền này Nhi mừng không? Mừng lắm. Tại sao? Con không có cần tiền, con cần mua vé số cho con là đủ rồi, cho con hết. Thì bán đi. Bán vé số đi. Chú mua. Đó. Đem cái tiền về cho mẹ có gì đâu. Thích tiền hay thích bán vé số cho chú? Bán vé số. Cho chú chăm vé số đi. Trăm giá là nhiêu? Trăm giá là 380 mấy. Bán ra 1 triệu. Ok. Bán chú 1 triệu đi. Ok guys, because she doesn't want to just take the money by itself, so she wants me to buy these tickets, so I'm gonna buy the tickets. Chú bình luận cho khán giả nghe.
Thì cái này là 100 tờ. Cho nó về hết. Okay. Về okay. It, okay, guys. So we're gonna buy the tickets 1 triệu, đúng không? Trả như 1 triệu cho 100 vé số. Vậy còn vé số không? Dạ còn thêm 50 nữa. Okay, thôi. Mình chú mua hết 50 á là Nhi đi về. Ok, thì chú mua luôn đi. Rồi, 500 nữa. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Với mua nếu cần thì 50 đó chú. với ngoài đó, ngoài mua vé số thì chú có một nhà hảo tâm muốn ủng hộ bé Nhi. Tên Alex Vương. Thì Nhi Alex Vương nhờ chú chuyển qua cho Nhi 2.5 triệu. Thì Nhi nhiều khi nói lời cảm ơn hay gì Alex nghe là cảm ơn Alex Vương. À dễ thương. Ok thì chú chúc con số tiền này để đem về cho mẹ, để mẹ mua con cái gì ăn để béo hơn chút, để lần sau gặp rồi. Nhi thì thấy mập hơn xíu. Cảm ơn về cho mẹ lên cân. Ok. Cảm ơn về cho mẹ mượn, bỏ vô tô trong bóp cho con kéo lại làm quà. À. Bà với... nói dùng đó nha, ủng hộ cho con, cho mẹ đó, vô nói với mẹ nha không? Ủa với bé Nhi không cần xe đạp hả? Không, nhà con có mấy chiếc rồi. Có rồi. Ok. Chứ nhà cần gì nữa? Ngoài tiền á cần gì? Không cần gì, chỉ cần bán vé số. Anh như xưa bán hết mà. Bán hết cho mẹ về mẹ mừng rồi. Rồi đi về cho mẹ mừng rồi. Hiếu Thảo rồi hả? Sao mẹ con mẹ con á, mẹ con cái tuổi già già rồi. À mẹ con bao nhiêu tuổi? Dạ mẹ con 30 mấy 40 tuổi rồi. À. Thì con còn phải nuôi ngoại con nữa. Ngoại con 60 mấy 70 tuổi rồi. À. Ngoại nó cũng mặn rồi. Ờ mốt kêu ngoại ra gặp chú đi, chú sẽ ủng hộ cho không, ngoại. Không có thấy đường. Không thấy đường. Dạ. Ủa tội nghiệp quá hả? Mấy trăm rưỡi mà bữa nay vắng quê bé. Ờ bữa nay vắng. Mới nãy sao dì Hai kêu gặp chú con không qua? Con định đi bán với chồng mà con mới qua. À. Con bận thấy con với số nhiều quá sợ. À. Thấy Nhi hay buồn buồn quá. Tại gương mặt nó mà. Ờ. Ok. Gương mặt nó vậy đó. Gương mặt vậy. Gương mặt nó vậy đó. Ok. Thì với chú cũng không muốn chiếm nhiều thời gian của con á, thì chú coi cho con phép đi á, nếu nó đi về. Thì mình muốn để lâu lâu mình giống lâu lâu ủng hộ để làm nhẹ hơn cái áp lực, đúng không? Kinh tế. Hả? Con ở nhà cũng hay làm phụ bà ngoại nữa. À. Nhà cũng hay làm phụ bà ngoại với mẹ. Chứ còn phải mua một đứa em nữa. Mà cũng được rồi, còn mấy tháng là 3 lần rồi. À, lớn rồi. Cũng hơi lớn rồi. Mà cũng hơi lì gì nữa. Lì. Uống sữa thì không có chịu uống. À, chứ Nhi có bao nhiêu em? Dạ, em con có 2 đứa em, 1 người anh. À, mà không ai nghe lời mẹ. Mình nó bán à, nó đâu bán đâu. Anh con ngày bán có mấy chục, còn con bán ngày là mấy trăm. Ồ, giỏi quá à. Thấy bữa chú thấy con cũng giống dễ thương á, thấy bán ngày Tết á, thấy cũng thương á. Thì mà chỉ có cái là giống chú không có nói được tiếng Việt, không có thuyết phục được, xong bé Nhi chạy đi luôn á. Ok. Rồi, bán hết rồi đó, mày mừng nó buồn. Nó chưa bán hết. Ok chứ còn nhiều. Chú phải làm sao để tất cả người được đi giờ. Chút nữa chú nghèo luôn á. Nhi thấy sao? Nhi có muốn chú mua hết vé số của bò không? Dạ muốn. Nhi muốn thì chú mới mua. À Nhi muốn thì chú mới mua, chứ nếu Nhi nói không thì chú không mua đâu. Ok. Cái chị em bán mà thấy không, nó về mà nó đây không cũng hay nhiều con đi bán nữa. À. À đúng rồi, nhiều người nói cái giọng nói chuyện của Nhi nghe như con chim nó hát á. Không biết nói vậy mất cỡ. Là nhiều. Dấu thường giá này đến mấy giờ mới bán xong? Bán đến 10 giờ.
À, 10 giờ. Thì nếu được đi về sớm thì làm gì? Đi về sớm mình nghỉ. Nghỉ à? À, nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi. À. Nhiều quá. Chắc chú bị phá sản á. Phải cho bò tập trung đi. Nói nhiều quá mất tập trung. 45 tờ. Trời ơi, quá nhiều. Không biết đủ không? 100 là 1 triệu 400 triệu. Không biết đủ không? Trời ơi, xếp lại xếp chứ. Không được rồi, chút nữa chú xếp. Quá trời. Oh my god guys, we bought so many tickets. Chưa hề mua nhiều giá như vậy. À, mừng không? Dạ mừng, con quá mừng lắm. Cảm ơn chú nhiều. Hai bé cưng quá. Hai bé cưng. Ok, giờ chắc chú. Oh, không biết có đủ không? Này, xem nhiều. Chỉ có 1.3 triệu. Là phải bán 15 tờ giờ. Dạ cũng được. Được không? Dạ được, dạ không sao hết chú. Ok guys, so we're gonna buy 1.3 million. 130 triệu ba là 130 tờ, trả lại 15 tờ. Thì chúc chúc ba đừng có thất vọng lắm thì chú không có đem được. Đúng rồi, mẹ không mua là được rồi. Còn 15 tờ mà ít mà nó phải là gì đó. 15 tờ cũng mau lẹ rồi. Vâng. Xíu là được đi về rồi. Đi về sớm mừng không? Dạ rất là mừng. Có ngày nào mà được đi sớm, đi về sớm như vậy chưa? Dạ chưa. À. 10 giờ mấy, 11 giờ con có được về không? Con cũng đi bán vậy không mà. À, thì vậy cũng khỏe ha. Thì... Dạ giờ khỏe rồi, gặp chú không có duyên. Bò nói chuyện vui quá. Nghe dễ thương. Dễ thương. Duyên nhát hơn bò. À. Không, nhát cũng là tốt. Nhiều người nói như vậy cũng là tốt. Thôi. Kêu nó nãy giờ thấy không, kêu nó quá trời nói, nó cắt đĩa cho nó nghe, nó quay nó lại. Vậy chú sẽ làm gì với đóng vé số này? Vé số này á, chắc chú tặng cho người này kia, chắc cho tại chú cũng cũng nhiều quá thôi, chú mua hết rồi. Chú giờ chú đặc biệt là chú giàu. Nhiều khi chú đặc biệt là giàu. Không, chú chắc chú tặng để cho người ta may mắn để chú ok thì chú chúc mấy bé nghỉ ngơi hôm nay được về sớm vui vẻ. Dạ cảm ơn chú, cảm ơn chú rất là nhiều, cảm ơn chú Việt Kiều luôn, chú luôn Alex Vương. Dạ Alex Vương với Jason Lee. Cảm ơn Alex Vương với lại Jason Lee. Cảm ơn Alex Vương và Jason Lee. Ồ, tốt. Mấy người ủng hộ chú á, ta nghe tên ta sẽ thấy vui á. Ok, thì chú kết thúc phim ở đây nha. See you later. See you later. Bye bye. Dạ. Okay. Mừng không? Dạ mừng, con quá mừng lắm. Quá trời, tí của em chị mừng. Cảm ơn chú nhiều.